đây là thông tin mà Thuận muốn mang đến cho bạn liên quan tới Cardano và Coinbase. Thông tin kế tiếp đó là cái thông tin liên quan tới đồng Cardano sẽ có một cái đồng ổn định. Thì thực ra mà nói là Thuận muốn trông chờ coi là đồng ổn định này sẽ hoạt động như thế nào. Tại vì đồng ổn định này đó là một cái đồng ổn định giao thức, nó không giống như là cái đồng ổn định mà chúng ta thấy là đồng USDT hay là đồng Gemini Dollar hay là đồng USDC, những đồng mà các bạn gửi tiền vào rồi họ đưa các bạn đồng ổn định. Không phải như vậy. Đây là những đồng ổn định dựa theo giao thức, giống như đồng DAI gì đó, các bạn cần phải sử dụng những cái token. Sau đó các bạn dùng token đó để làm thế chấp, rồi cái giao thức đó sẽ cho các bạn đồng ổn định. Và đồng ổn định đó nó sẽ lên xuống giá trị và cố gắng giữ một đô la dựa theo một cái giao thức ấn định. Và Ethereum đó đối với lại DAI, các bạn cũng đã thấy là cũng có một số những cái vấn đề. Khi mà tính thanh khoản bị mất đó, thì đồng ổn định nó sẽ bị mất giá. Cho nên về cái phương diện này đó, Thuận cũng phải xem coi là khi mà Cardano thực sự là ra đồng ổn định USD thì hoạt động như thế nào. Tại vì Cardano nói là đã khắc phục được một số những cái ưu điểm của Ethereum về cái đồng ổn định giao thức, nhưng mà thực tế là chúng ta cũng chưa có biết. Thì bây giờ theo thông tin mà thường đọc được đó, thì đồng ổn định này nó sẽ có hai cái phần. Một phần đó chính là người cung cấp, một phần là người sử dụng, và cả hai người đều phải đưa đồng ERGO vào trong mạng lưới, vào trong giao thức, và mỗi người thì có một nhiệm vụ khác nhau. Và cái giá trị giữ được một đô la đó là tùy theo là thị trường lên xuống như thế nào. Nhưng mà chúng ta hãy chờ xem coi là khi ra mắt đó, đồng ổn định này có hoạt động lâu dài được hay không và có những chân ngại nào. Bây giờ chúng ta biết đó là tại sao mà Cardano lại có đồng ổn định này, AUSD. Tại vì đồng ổn định là một trong những cái mấu chốt quan trọng để chúng ta có được thị trường DeFi. Cho nên Cardano đương nhiên bây giờ thấy thị trường DeFi là một thị trường mà đang phát triển rất là mạnh. Cho nên không có lý do nào mà Cardano không nghĩ đến là nhanh chóng có một hệ sinh thái DeFi riêng cho mình. Chúng ta vẫn tiếp tục hãy chờ đợi xem coi là Cardano bước kế tiếp như thế nào, và tiếp tục chờ đợi khi mà chúng ta có được những cái ứng dụng phi tập trung. Thì đến ngày hôm nay, thật ra mà nói là tất cả những gì mà Cardano đã chia sẻ đó, chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng, tại vì cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có một cái mạng lưới ứng dụng phi tập trung nào hết. Chúng ta cũng chưa thấy được một ứng dụng phi tập trung nào mà được sử dụng rộng rãi trên mạng lưới của Cardano. Và bây giờ mọi người đều nuôi hy vọng rất là lớn là Cardano sẽ là cái giao thức đó, sẽ là cái đồng mà có thể là cạnh tranh được với lại Ethereum. Tại vì trong vòng nhiều năm qua, các bạn cũng đã thấy là Ethereum có rất nhiều đối thủ. Nhưng mà tới ngày hôm nay, Ethereum vẫn là vua. Ethereum vẫn là nền tảng đứng đầu trong thị trường này. Khi mà nói tới những hợp đồng thông minh, các bạn thấy được là chúng ta có NEO, chúng ta có EOS, chúng ta có đồng Tron. Tất cả bây giờ đều đứng sau lưng Ethereum hết. Thì Cardano sẽ là một trong những nền tảng mà nhiều người đang trông chờ coi coi có thực sự là thực hiện được cái ý định ban đầu là cạnh tranh với lợi Ethereum hay là không. Đây là thông tin liên quan tới Cardano. Thì tôi muốn chia sẻ một số thông tin mà có thể là nhiều bạn muốn biết. Đó chính là thông tin cập nhật liên quan đến tình hình của GameStop. Thì ngày hôm nay chuyện gì đã xảy ra? Thì ngày hôm nay đó có một số vấn đề đã xảy ra. Nhưng mà trước hết đó, tôi muốn chia sẻ với các bạn là bây giờ ở trên Twitter có rất là nhiều những cái Twitter handle là tự nhận là người của WALLLSTREETBETS, có nghĩa là cái subreddit mà cùng nhau đánh sập những công ty lớn để mà đẩy giá đồng Jimmy lên đó. Thì các bạn thấy được là tất cả những cái này đều là không đúng. Chỉ có cái chính xác nhất đó, đó chính là @WSBMod. Tại sao mình không biết đây là cái Reddit chính thức của WALLLSTREETBETS? Tại vì đây là cái Twitter mà được chia sẻ trực tiếp ở trên WALLLSTREETBETS. Và các bạn thấy được đó, đây mới là cái Twitter chính thức. Những Twitter khác đều không phải là thật. Cho nên khi mà các bạn nhận được thông tin đó là có ai đó muốn đẩy đồng Ethereum lên, có ai đó muốn đẩy đồng nào đó lên, thì các bạn cần phải nhìn vào cái Twitter handle, có nghĩa là cái chữ @ này, @WSBMod mới là sự thật và phải có cái dấu tích. Đó mới là cái Twitter thực sự. Và bây giờ đó, Twitter này có rất nhiều người theo dõi, tại vì đây là Twitter chính thức và được chia sẻ bởi cái người mà đang quản lý cái nhóm WALLLSTREETBETS ở trên Reddit. Thì các bạn thấy được là bây giờ chúng ta đã có 517 người theo dõi Reddit này. Cho nên đây là một điều rất quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn, là các bạn theo dõi Reddit đó, các bạn cần nên chứng nhận là thông tin đến từ @WALLLSTREETBETS WSBMod mới là đúng. Thì hồi sáng này đó, cái subreddit WALLLSTREETBETS đột nhiên là không có cập nhật được và tốn thời gian là khoảng chừng là thường nhớ là hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau đó đã có thể là hoạt động trở lại. Các bạn thấy được là sáng này nhiều người truy cập vào mà không thấy là có thể truy cập được, nhưng mà bây giờ đã hoạt động được trở lại bình thường. Nhiều người thì lúc này đó là rất phẫn nộ, nói là có thể là Reddit đã đóng lại cái subreddit này, hay là chính phủ đàn áp, hay là có lý do nào đó. Nhưng mà cuối cùng thì đã trở lại và các bạn thấy được là cái subreddit này bây giờ đã hoạt động trở lại bình thường và không có cái vấn đề gì. Và lý do tại sao mà offline thì cũng không có chia sẻ rõ ràng là tại sao lại offline trong thời gian một tiếng đó.
Nhưng mà các bạn thấy được đó là cái tình hình hiện bây giờ là subreddit này vẫn tiếp tục là hoạt động. Và các bạn thấy được là cũng còn rất nhiều người tham gia vào. Chúng ta thấy được là hiện bây giờ chúng ta có tới 5,5 triệu người. Có rất nhiều người hoạt động rất là mạnh ở trên cái subreddit này. Và chúng ta thấy đó là cái tình hình của ngày hôm nay thì hồi sáng này có rất nhiều những cái sàn giao dịch, những cái broker như là Robinhood đó, đã đưa ra một số những cái chính sách là ngăn chặn một số người là không cho mua thêm GameStop. Có nghĩa là rất nhiều nền tảng, không chỉ riêng là Robinhood mà rất nhiều nền tảng cùng nhau là đưa ra những cái hạn chế cho nhiều người trên sàn là không cho mua thêm công ty GameStop, không cho mua thêm một số những cái chứng khoán, và các bạn có thể bán nhưng mà không thể mua thêm. Thì điều này đã dẫn đến là có một số những cái cổ phiếu đã có cái sụt giá, và trong đó có cổ phiếu của GameStop, tại vì đương nhiên không thể mua thêm. Thì các bạn thấy được là trên thị trường chỉ có những người mà sốt mà thôi, dẫn đến là giá cả đi xuống. Thì nhiều người bây giờ đó là đang rất phẫn nộ, và công ty Robinhood bây giờ đã có rất nhiều người đã đang phàn nàn và họ đã cùng nhau chuẩn bị kiện công ty Robinhood này, nói là làm như vậy là giống như là sai luật, tại vì làm như vậy đó là coi như là giúp đỡ cho những cái công ty mà đang sốt. Đây là một trong những cái làm giá rất là rõ ràng. Đây không phải là một cái thị trường tự do, và công ty Robinhood không phải là một công ty trung lập. Và bây giờ các bạn thấy được có rất nhiều người đang muốn kiện công ty Robinhood này. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi, tại vì tình hình bây giờ vẫn còn rất là căng. Và chúng ta thấy ngày hôm nay đó, thì khi mà công ty GameStop bắt đầu mở cửa đó, giá cổ phiếu đã tăng lên tới 483 đô. Các bạn thấy được tiếp tục tăng hồi sáng này. Nhưng mà sau khi mà chúng ta nhận được nhiều thông tin là nhiều người lên trên những cái ứng dụng của họ để mà mua công ty GameStop này lại không mua được, khiến cho các bạn thấy được là giá cổ phiếu đang nhanh chóng đi xuống, và đi xuống tới mức chỉ còn có là 120 đô mà thôi. Và các bạn thấy được là giá của công ty Robinhood này đó, sau khi mà đóng lại là ở cái mức là 193 đô, đã đi xuống rất là mạnh. Nhưng mà cái giá hiện bây giờ after hour, nghĩa là cái giá sau khi đóng lại đó, là có mức là 311 đô. Thì trong vòng vài tiếng đồng hồ qua, chúng ta nghe thêm thông tin là đã có thêm nhiều sàn đã bắt đầu là cho hoạt động trở lại bình thường. Có nghĩa là họ cho những người muốn mua những cái công ty như là EMC hay là GMC thì có thể là mua lại được. Bản thân Thuận thì không tham gia vào những cái chiến dịch như là mua GMC hay là mua EMC, cho nên Thuận cũng không có rành về những vấn đề này. Thuận chỉ muốn chia sẻ thông tin với các bạn, thông tin mới nhất là như vậy. Các bạn nghĩ sao thì comment ở bên dưới. Và một điều thú vị hơn nữa là các bạn thấy được là hồi sáng này thì một trong những cái tweet nổi tiếng nhất đó chính là Dogecoin. Dogecoin ngày hôm nay đã được người ta nhắc tới 556.000 lần ở trên Twitter. Các bạn thấy được là cái sức mạnh của cộng đồng rất là nhiều bây giờ, và đương nhiên càng nhiều người đề cập tới Dogecoin thì càng nhiều người sẽ biết tới crypto hơn, cho nên Thuận hoàn toàn là ok với cái vấn đề này. Và các bạn thấy được là ngoại trừ Dogecoin ra thì bây giờ một trong những cái đề tài mà được nói tới nhiều thứ nhì ở trên Hoa Kỳ đó chính là Binance. Có 57.000 tweet đã đề cập tới Binance. Cho nên ít ra thì khi mà chúng ta thấy được là những cái công ty như là Robinhood ra quyết định là họ không cho những nhà đầu tư riêng lẻ mua đồng GME, khiến cho giá GME đi xuống hồi sáng này đó, thì có nhiều người rất phẫn nộ, và thị trường crypto đã mở tay để mà chào đón những người đó, để cho người đó thấy được là có một thị trường khác, không giống như là Robinhood, không giống như là những cái sàn giao dịch chứng khoán, mà đây là một cái thị trường mà các bạn có thể giao dịch một cách là dễ thở hơn, một thị trường mà kết lực hơn. Cho nên bây giờ càng ngày lại càng có nhiều người vì cái sự kiện GameStop này đã biết thêm về crypto, mà biết thêm về crypto này thông qua cái sự kiện GameStop. Cho nên cuối cùng tôi nghĩ là thị trường crypto này cũng nhận được một cái sự quan tâm sau khi mà có sự kiện GameStop này. Và đây là cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Thuận muốn dành một ít thời gian ở cuối video để mà chia sẻ một số những chi tiết liên quan tới những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ThuanCapital nếu các bạn sử dụng một số dịch vụ như là bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì trước hết đó chính là sàn Margin FX, một sàn mà ThuanCapital giới thiệu từ bấy lâu nay. Đây là một sàn margin mà rất nhiều bạn sử dụng hiện bây giờ, và sàn FX là một sàn mà hỗ trợ Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Nhưng mà hiện bây giờ sàn FX là một sàn mà không có hỗ trợ Hoa Kỳ, nhưng mà các bạn khi mà đăng ký thì các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu một số những thông tin cũng như là những cái bài viết hỗ trợ. Và các bạn có thể bấm vào cái nút màu xanh lá cây đăng ký group hỗ trợ. Các bạn bấm vào đăng ký group hỗ trợ thì đội của Thuận sẽ có thể là giải đáp những thắc mắc của các bạn khi các bạn mà vào nhóm hỗ trợ.
Kế đó là sàn Margin LMT. Đây là một sàn cũng là trade margin nhưng mà có hai cái sự khác biệt. Thứ nhất, đây là một sàn mà có thể cho các bạn sử dụng cái chế độ copy trade, có nghĩa là copy lại những trader khác. Và thứ nhì, đây là một sàn margin mà vẫn hỗ trợ Hoa Kỳ. Ở thời điểm hiện bây giờ, các bạn có thể thử nghiệm sàn LMT này. Kế tiếp một sàn mà các bạn rất quen thuộc, đó chính là sàn Binance quốc tế. Đây là sàn Binance.com. Thì tham gia thông qua liên quan thuận cap được, các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch thông thường hay là giao dịch spot với cái mã đăng ký này, và giảm 10% phí dịch future với cái mã đăng ký này. Các bạn bấm vào một trong hai link này, các bạn đều có thể được hưởng cả hai cái ưu đãi này. Giống như các bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot đi, các bạn vẫn có thể được hưởng cái phần trăm giảm của future. Các bạn thấy được là commission kickback rate là 2%, nghĩa là các bạn sẽ được hoàn 20% khi mà sử dụng cái link này. Và trở lại thì các bạn thấy được là sàn Binance.com, sàn Binance quốc tế này là hiện bây giờ là hỗ trợ các quốc gia nhưng mà không có hỗ trợ Hoa Kỳ. Nếu các bạn đang sống ở Hoa Kỳ thì sàn Binance US là một lựa chọn cho các bạn. Ngoại trừ được bạn sống trong 8 tiểu bang mà vẫn chưa được hỗ trợ, trong đó có Texas, còn là những tiểu bang khác phần lớn là được hỗ trợ bởi sàn Binance US rồi. Các bạn có thể tham gia vào sàn Bybit. Đây là một sàn mà margin không hỗ trợ US trader, và đăng ký thông qua liên quan thuận capital các bạn có thể được giảm phí giao dịch tháng đầu lên tới 10%, và hiện bây giờ có chương trình bonus lớn nhất trong năm, có thể nhận được bonus lên tới $620. Chỉ mà nào mà có hứng thú thì những thông tin chi tiết sẽ nằm ở bên dưới cái link này, và các bạn có thể tham gia vào sàn Coinbase, một sàn mà thường không nghĩ là cần phải giải thích tại vì đây là một cái sàn rất là nổi tiếng dành cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ, Anh, Úc và 27 quốc gia khác. Đây là một sàn mà rất là dễ sử dụng dành cho những bạn mới tham gia vào, và hiện bây giờ thì sàn này theo tôi biết thì vẫn chưa hỗ trợ Việt Nam, nhưng mà các bạn có thể là mua 100 đô crypto để được tặng $10. Đây là cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ThuanCapital khi các bạn mua lần đầu tiên. Và kế tiếp là BlockFi. Đây là một cái ứng dụng lending có lãi mà tôi đã sử dụng trong thời gian nhiều tháng qua, và hiện bây giờ có cái bonus mà có thể nhận được lên tới là $250 bonus khi bạn tham gia vào. Thì có một số bạn hỏi Thuận là cái sàn này có giống như BitConnect hay không, thì đương nhiên là không giống. BitConnect là một cái mô hình lừa đảo, đây là một cái dịch vụ mà rất nổi tiếng mà ở Hoa Kỳ và rất là nhiều người sử dụng cũng như là rất là nhiều người chăm vốn vào cho công ty này. Đây là công ty BlockFi, và các bạn có thể Google để tìm hiểu những cái thông tin cũng như là cái bài viết thường đã chia sẻ bên dưới này. Công ty BlockFi này các bạn chỉ có thể nhận được khi các bạn gửi những đồng lên tới cao là khoảng chừng là 6% một năm mà thôi, so với lại BitConnect là 30% một tháng. Thì các bạn có thể thấy được là sự khác biệt như thế nào. Đương nhiên 6% một năm là một con số mà có thể không nhiều đối với nhiều bạn, nhưng mà đó là những cái dịch vụ thật. Họ chỉ có thể cho các bạn lên tới lợi nhuận bao nhiêu đó mà thôi, tại vì họ cần phải kiếm được lợi nhuận. Và cuối cùng là CryptoQuan. Đây là một cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và cái dữ liệu phân tích on-chain. Thì các bạn tham gia vào, các bạn sẽ nhận được $30 credit nếu như mà các bạn nâng cấp tài khoản. Thì đây là một những ưu đãi dành riêng cho bạn nào mà tham gia CryptoQuan thông qua liên quan thuận capital. Thì tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.